Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình này góp nhận 88 đồng tóc cần Carino nữa. Thì để tham gia cho hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video mà tôi đang tắt chatbot. Rồi các bạn click cái trang các bạn 10-49 bằng âm 39 nữa. Rồi hình như đầu tiên các bạn cho kênh gấp kênh trailer nữa. Sau khi bạn join kênh group xong thì các bạn chờ một chút xíu để đưa cấp trang các bạn. I am Adbot. Rồi các bạn bắt đáp lực welcome. Rồi join tiếp kênh seller. Bắt đáp lực follow Twitter và Tweetbot. Kèo này hình như là random cho 7.000 người may mắn là. Rồi bạn bắt đáp nè. Like và Tweet luôn chứ. Trên Twitter các bạn like nè. Các bạn tweet hoặc có thể chất dạng tweet nữa. Tiếp tục follow fanpage Facebook. Trên Facebook thì bạn muốn thích. Rồi các bạn lướt xuống. Rồi các bạn thích cái nữa các bạn chia sẻ công khai hoặc không chia sẻ cũng được. Bắt đầu đây nè. Tiếp tục follow Instagram nè. Trên Instagram bạn theo dõi nè. Rồi bắt đập lên nè. Subscribe kênh YouTube nè. Kênh YouTube nè các bạn đăng ký xong thì bạn bắt đập lên nè. Follow, like và tweet nè. Rồi các bạn like và các bạn tweet nè các bạn. Rồi các bạn bắt đập lại. Các bạn join tiếp kênh Telegram nè. Rồi bạn bấm submit đi tên. Rồi, trong đầu tiên các bạn địa chỉ email tôi mang vào các bạn. Tên UID tiếp tục mail và username tại Twitter tất cả các bạn các bạn. Cộng V này là hết chứ. Thêm ta. Rồi, các bạn gọi là cho bot. Tiếp tục submit you profile link Facebook. Thì bạn nhấp vào Facebook nè. Fun. Rồi các bạn nhấp vào mũi tên nè. Nhấp vào avatar của mình nè. Các bạn nhấp vào ba cạnh cùng nè. Sao chép đường link Facebook mình nè. Gọi là support nè. Sau đó submit đường link Instagram nè. Follow Instagram đó ta. Đây nè. Đây này, đây này. Rồi, trên Instagram thì cũng làm tương tự như Facebook nha các bạn. Chút khác, nhập vào avatar của mình nè. Nhập vào ba cạnh cùng nè. Sao chép được lên Instagram mình nè. Rồi cho bot. Có subscribe kênh YouTube không ai rớt. Cũng sẽ. Tiếp tục submit được lên profile YouTube. Rồi kênh YouTube nhập vào kênh của bạn. Bạn nhập ba cạnh cùng nhập vào chia sẻ nè. Rồi bạn sẽ chép liên kết nè, gọi là cho bot nè. Ui dạ, căng thật. Submit to video, sell video lên Twitter. Gọi là cho nó nè. Thì bạn nhấp vào cái video của nó coi. Subscribe YouTube đi. Rồi các bạn nhấp vào đây nha các bạn. Rồi các bạn chia sẻ lên nè, tweet nè. Sorry các bạn chia sẻ nè các bạn, các bạn tạo tweet nè, các bạn đăng test nè, rồi mở tạo Twitter mình ra lại nè, nhấp ba cạnh cùng nhấp vào hồ sơ nè, nhấp vào ba cạnh cùng nè, sao chép liên kết nè, rồi cho bot nè, sau đó hỏi có sale này không, có follow không thì các bạn được kiểm tra các bạn. Có follow thì bấm Z nè. Hơ đồ gì ta? Bấm Z nè. Tiếp tục gọi địa chỉ về ETH nè. Rồi, các bạn sao chép về ETH nè.
support này. Rồi tiếp tục con son sờ gấp support này. Rồi bấm vào không đắt. Rồi bấm vào bạn xin đi chat số càng mình kiếm được các bạn. Các bạn lên ghép chia sẻ cho bè những thằng nó kiếm tôi càng nữa các bạn. Những video mình đến đây kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.